Chào các bạn nha. Đây là cái bột trộn oxy nha, và hôm nay mình cho các bạn thấy mức độ hiệu quả nó như thế nào khi mà gắn lên bồn nước. Cái nước giếng khoan nó bị nhiễm phèn này, nhiễm sắt hoặc là dơ bẩn á thì nó như thế nào nha. Mình đã gắn lên cái bồn nước của mình và đây là kết quả các bạn. Đây là bột trộn oxy tự động mà do mình chế nè các bạn. Đây là bộ phi 34 nhá, tức là ống nước vào 34 này, còn ống nước vào 27 là phi 27 nha các bạn. Còn ống nước vào 21 là phi 21 nha. Cái này nó rất là hay luôn. Đây, bộ trộn oxy tự động nha. Này là lắp cho nguồn nước giếng khoan, giếng đào, nước máy. Nó giúp cho khử mùi hôi tanh của nước này, mùi clo nước máy này, làm giàu oxy trong nước. Nhất là mình gắn cho cái hồ nuôi cá các bạn. Cá nó nổi lên mặt, nó đớp oxy á, thì các bạn gắn này vào 1-2 tiếng sau thì cá nó sẽ lặn hết nhá. Nó không còn phải ngoi lên để đớp oxy nữa, bởi vì nước là đủ oxy cho cá nha. Và nếu như mình lắp cái này thì mình gắn cái hệ thống lọc á, nó sẽ giúp cho tăng hiệu quả của hệ thống lọc nha. Rồi các bạn sẽ xem cái bồn nước mình đã gắn cái bột trộn oxy nó lắng như thế nào các bạn. Đây các bạn, mình đã gắn lên cái bồn chứa nước của mình nha. Bột trộn oxy đây. Và các bạn thấy này. Đây. Đây nha, nước nó đã lắng trong rồi các bạn. Và các bạn thấy nó, tuy nó trong như vậy nhưng mà bên dưới nó lắng rất là dơ nha. Đây. Lượng bùn bên dưới rất là dơ luôn, mình quấy lên các bạn thấy này. Rất là dơ lên liền ha. Đó. Để mình cho các bạn thấy nước xả ra. Và đây là cái bồn nước của mình nha. Phía bên dưới này các bạn sẽ thấy cái ống xả dưới đáy ra này. Ống xả dưới đáy nha. Đây, đây là vòi xả. Lúc này mình mới quấy lên á thì lượng bùn các bạn. Nước nó dơ chưa? Đấy, khủng khiếp hơn. Với cái bột trộn oxy này thì sau khi các bạn gắn vào khoảng 2-3 ngày tùy nhá, ví dụ nguồn nước nó càng dơ thì mình càng phải vệ sinh nhanh quá. Đó, còn nước sạch thì khoảng tầm 1 tuần, hoặc là sạch nữa thì khoảng 1 tháng bạn nên vệ sinh, xúc rửa cái bồn chứa này một lần nhá. Bởi vì nó rất là dơ. Đó, thấy chưa? Ở trên cái bồn nước của mình có một cái rất đặc biệt mà mình nghĩ rất nhiều người cần này. Đây là cái phao điện. Và phao điện này, phao điện không dây nhé các bạn. Đây, phao điện không dây chứ không phải có dây đâu. Với cái này nó hoàn toàn an toàn luôn. Đây, thấy chưa? À, hoàn toàn an toàn luôn. Và các bạn thấy này, đây là cái dây điều khiển vào cái bộ nhận phát tín hiệu các bạn. Đây, bộ này nó sẽ dùng năng lượng mặt trời các bạn. Dùng pin năng lượng mặt trời nhá. Dùng năng lượng mặt trời. Và hoàn toàn tự động luôn, không dây luôn. Trên này có anten này. Nếu như mình xài mà xa thì mình kéo anten lên, còn gần thì không cần. Cái này nó sẽ áp dụng khi mà cái đường dây trong tường của bạn mà bị cháy hoặc hư á, hoặc là mình không thể nào đi được cái đường dây điện thì mình sẽ dùng cái bộ điều khiển không dây này, điều khiển bơm không dây bằng sóng RF dùng năng lượng mặt trời. Rất là hay nha. Khi mà hết nước các bạn thì cái phao này nó kéo xuống này. Cái phao nó kéo xuống thì sẽ đóng trên này và sẽ đóng cái tủ nhận bên kia nha. Đây là cái tủ điện điều khiển bơm của mình các bạn. Đây là bộ nhận sóng không dây này nha các bạn. Cái này nó sẽ điều khiển cho công tắc tơ để đóng cho motor bơm nước các bạn. Còn nếu như mình dùng trực tiếp đây á, thì nó sẽ không có bền nữa cái này nha. Bắt buộc phải qua cái khởi động từ, bởi vì dòng của cái bơm nước nó rất là lớn nha. Rồi, các bạn thấy hiện tại cái bóng đèn đang sáng nguyên này, tức là chưa có tín hiệu điều khiển bơm nha. Khi mà hết nước, cái phao nó kéo xuống á, thì nó sẽ đóng cho cái khởi động từ. Đó. Khởi động từ đóng vào quá ha. Đó, còn nước đầy thì nó sẽ ngắt. Đó, nước đầy thì cái phao nó sẽ ấy lên, đó, nước sẽ ngắt. Thấy chưa? Rất là hay nha. Đây, như vậy là mình đã xả nước cứ gần hết các bạn. Các bạn thấy nước lắng rất là dơ này. Thấy chưa? Đó, nước rất là dơ nha. Bắt buộc khoảng một thời gian mình phải kiểm tra để căn và vệ sinh cho bồn nước nó sạch sẽ các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bơm nước lên đây nha. Đây, cái nước mình mới bơm lên thì nó đã vàng, nó dơ thế này các bạn. Và khi để một thời gian á, khoảng vài ba tiếng, 5-6 tiếng gì đó thì nó sẽ lắng lại hết nha. Các cái cặn dơ nó sẽ lắng xuống bên dưới nha các bạn. Và làm nước trong đi. Thì lấy nước trong mình sẽ đi vào cái bộ lọc nha. Xử lý nước cho nó sạch. Đây, nước đã gần đầy rồi các bạn thấy nha. Oxy nó sục lên khá là mạnh nha. Nó đã đầy cái ống kia luôn rồi. Và bây giờ mình sẽ bịt lại để các bạn thấy nó khác biệt nha. Đây mình tay bịt lại này. Đây bịt lại nha. Bạn thấy à? Nó hầu như nó hết oxy và nó không có gì hết nha. Và mình thả tay ra đây các bạn.
Đó, thả tay lên thì oxy nó sủi lên rất là mạnh nha. Cái này nó sẽ giúp giảm mùi hôi tanh của phèn nha, và bay mùi clo rất là hiệu quả luôn, đồng thời làm lắng cặn sắt bùn bất rất là nhanh nha. Đó. Rồi các bạn muốn mua cái bột trộn oxy này thì liên hệ số điện thoại trên màn hình hoặc vào website bình điện năng.com để đặt hàng nhé các bạn. Chào các bạn nha.